Nhằm chia sẻ và giảm ùn tắc giao thông, năm nay thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm triển khai nhiều dự án giao thông thủy. Tuy nhiên, với mạng lưới cảng bến và đường thủy hiện có trên địa bàn, việc triển khai phát triển giao thông thủy còn gặp nhiều khó khăn. Cầu sắt Bình Lợi bắt qua sông Sài Gòn trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã được nâng cấp, xây mới và đưa vào sử dụng vào cuối năm ngoái, tuy nhiên đến nay, nhiều phương tiện giao thông đường thủy mỗi khi qua lại khu vực cầu phải bơm nước đầy vào xà lan như thế này thì mới có thể qua được. Nguyên nhân là bởi cầu sắt Bình Lợi cũ chưa được tháo dỡ, tĩnh không chỉ cao hơn 1 mét nên các phương tiện lớn gặp khó khăn khi qua lại. Đây là khó lắm mà, cầu này canh vừa cái lọt mới qua được chứ đâu qua được. Nước ương là quá không được luôn á. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 92 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài gần 600 km. Trong đó có 385 cảng, bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lại nhiều khu vực. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, công tác quản lý, quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn hiện còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư và đem phát triển kết cấu hạ tầng và đường thủy thì nó chưa được đầu tư đúng mức. Cái tỷ trọng mà đầu tư trên lĩnh vực đường thủy chỉ chiếm khoảng 5,4% so với lĩnh vực đường bộ theo thống kê là trong 5 năm qua. Thứ hai á là việc đầu tư các cái hệ thống cảng bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố là chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Mặt khác là trên các cái tuyến sông rạch thì các cái cầu vượt sông thì nó có tĩnh không thấp, chưa đảm bảo khẩu độ theo quy định, cho nên việc đầu tư nâng cấp các cầu thì chưa được triển khai đồng bộ, cho nên là việc lưu thông thủy nó có nhiều hạn chế. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có mạng lưới đường thủy nối kết liên tỉnh mà còn có mạng lưới đường thủy nội đô phong phú. Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư cho phát triển hệ thống giao thông đường thủy còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, còn tồn tại nhiều tuyến đường thủy đã xuống cấp do bồi lắng và cạn. Một số tuyến có các cầu bắc qua với tĩnh không thấp hoặc chướng ngại vật, điều kiện bến bãi chưa được thuận lợi cho hành khách. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các cái doanh nghiệp người ta sẵn sàng người ta đầu tư và người ta có tiềm năng để người ta có thể đầu tư được các cái phương tiện chuyên chở. Tuy nhiên ấy, thì có một cái khó khăn là cái vấn đề bến bãi, làm sao mà thuận tiện cho hành khách để thứ nhất là họ đi xe tới, họ có chỗ gửi xe rồi họ lên tàu họ đi. Và kèm theo đó là phải các cái dịch vụ đầu bến. Nếu như nhà nước mà khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực giao thông thủy thì cũng nên tạo điều kiện là cấp phép cho các cái bến như vậy càng nhiều càng tốt để làm sao thuận tiện nhất cho hành khách. Trước những khó khăn đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã kiến nghị Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam nghiên cứu đề xuất tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu, kết cấu đối với từng loại bến thủy nội địa. Đồng thời tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông thủy nhằm đảm bảo khai thác tối ưu đường thủy nội địa và chia sẻ tình trạng ùn tắc hiện nay với đường bộ.